Xin chào với cô chú anh chị các bạn, tôi là Mai Văn Chân, làm kỹ sư nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là về nuôi tôm. Hiện nay tôi đang công tác và làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, đang phụ trách thị trường khu vực huyện Thạnh Phú của tỉnh Bến Tre. Hôm nay tôi đến thăm khách hàng ở xã Mỹ An của huyện Thạnh Phú, đó là anh Cộng, kiểm tra tôm sử dụng thuốc 100% OBS như thế nào ha. Rồi chúng ta cùng nhau đi xem tôm của anh. Đây, chúng ta cùng nhau kiểm tra cái xem tôm của anh Cộng. Xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú. Ao này nay như ngày anh? Nay 70 ngày. 70 ngày. Ao đất lót bạc bờ ha. Đó. 55 con hả? Gan ruột đẹp ha, sử dụng thuốc OBS này. Nước rất là mỡ, rất đẹp. Dạ cái nhái kia giùm em ha, vỏ lọc. Hôm nay anh thả mật độ là 150 con trên 1 mét vuông. 70 ngày về size 55 con. Tiếp theo chúng ta coi cái nhái thứ hai. Sáng cơ rất là khỏe. Rồi, để xuống đây. Rồi, chúng ta cùng nhau và xem cái ao thứ hai của anh. Rồi, chúng ta cùng nhau kiểm tra xem tôm cái ao thứ hai của anh Cộng ở xã Mỹ An. Ao này nay như ngày anh? 75 ngày. 75 ngày anh mới cân 40 con. 40 con. Nè, tôm ruột gan rất đẹp. Chúng ta kiểm tra cái nhái thứ hai. Cơ khỏe nè, ruột gan trứng đầy đặn sáng. Rồi, ao này trong quá trình nuôi nó có xảy ra vấn đề gì không anh ha? Có, trong lúc khoảng 55 ngày thì sẽ giúp một con đi mà gan đóng bình ruột ngồi đợi đợi mặt nước rớt một ngày phải rớt 4-5 kg, và nó kết hợp thạc hay cua hai cử. Ao này là khoảng bao nhiêu khối nước anh? 4.000 khối nước, tôi đặt 6 chai và đặt 2 tử. Mỗi liều là 6 chai. Rồi có kết hợp ăn gì kết không anh? Kết hợp ăn Sifo 98% và Casifo trộn với nhau. Ăn gần 2 ngày không còn rớt nữa. Hôm nay tôi khỏe rồi. Rồi. Ăn mạnh khỏe rồi. Rồi. Cảm ơn anh nha. Chúc anh vừa mùa thắng lợi. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã chú ý theo dõi. Anh chị và các bạn nào chưa rõ vấn đề gì và cần hỗ trợ kỹ thuật thì có thể liên hệ với tôi Mai Văn Chơn với số điện thoại là 037 471 2087. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý anh chị và các bạn một cách nhiệt tình hết mình.
Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.